Chỉ có tại Bắc Ninh, không thể tin nổi nam sinh mới 13 tuổi đã dám làm điều này với bạn khiến bạn ra đi mãi mãi. Tối ngày 28 tháng 6, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho hay, đơn vị đang điều tra vụ án mạng khiến một người ra đi tại xã Minh Đào, huyện Tiên Du. Theo lãnh đạo xã, tối cùng ngày, từ mâu thuẫn cá nhân, thiếu niên tên N 14 tuổi bị hát 13 tuổi dùng hung khí xuống tay và ra đi mãi mãi. Nhà chức trách cho biết, cả nạn nhân và nghi phạm là người cùng thôn, cùng học tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn. Sau khi gây án, hát đã bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở công an để điều tra.